Đến nay các địa phương nơi dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đường vành đai 4 đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 200 ha đạt 85% kế hoạch. Về đất nông nghiệp và đất công điền, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở đất doanh nghiệp. Đối với diện tích đất ở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hiện tại đang tổ chức lập và công khai phương án bồi thường hỗ trợ đã di chuyển các ngôi mộ đạt gần 99%, đã thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các đơn vị nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ cơ bản hoàn thành. Đối với nhà thờ đạo tại huyện Văn Giang, đã thực hiện xong việc lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, đang chờ điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất với phần diện tích tăng lên làm cơ sở giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với doanh nghiệp tại huyện Văn Lâm, tổng 13 doanh nghiệp trong đó có 5 doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền. Đối với 8 doanh nghiệp đã được Ủy ban Dân tỉnh giao đất cho thuê đất với diện tích thu hồi khoảng 5,53 ha, đã thông báo thu hồi đất, đã kiểm đếm được 5 doanh nghiệp, có 5 doanh nghiệp đã bàn ra mặt bằng trước.